Chào mừng anh em đã quay trở lại với channel và mình là Chideo Game đây. Thì hôm nay mình đã mượn được một cái con app của bên server Đài. Đấy, mình qua bên Đài tìm Covid bắn nó. Thì đây là app của một bạn Minh Hiếu trên group. Thì bác này đang chơi và cày ở bên server Đài nhé. Thì mình vẫn nhận nạp lá giá rẻ cho anh em. Và mình vẫn nhận cày tất cả các map từ map 5 đến map 15. Thì dạo này dịch giết nên là mình ít ra video cho anh em xem. Thì hôm nay tình cờ thì mình cũng lướt group thôi. Thì mình thấy bạn này đăng lên là bên server Đài đã mở cái tính năng đấu trường. Thì lúc đầu mình tưởng là đấu trường sẽ là vào solo 1-1. Nhưng không anh em ơi, sẽ vào bắn những con quái này. Thì đây, những con quái này sao nó yếu vậy ta? Cái con ác này á, thì bên server Đài á, thì lực chiến ATK của ác này là 91k hay sao ấy. Đúng rồi, 91k. Và máu thì đó, như màn hình á, 310k. Đây, thì những con quái này chắc là những map đầu thì nó sẽ yếu. Đấy, mình nghĩ là vậy thôi. Để mình test coi sao cho mình cũng không rõ. Ở đây mình sẽ không dùng được skill, còn skill anh em nhé. Mà chỉ có cái là vào đây đánh quái sẽ nhặt được. Ui, cái cùng què gì vậy? Ui, má ơi, tự nhiên đang ấy, lù ra. Cái con này boss 10 mà. Ôi. Ấy, tự nhiên đang nói thế lù ra làm giật cả mình. Má, như con cổ anh em ơi. Ok, thì những con quái đầu thì thường rất là dễ. Đấy, mà mình sẽ chọn một cái skill băng này để làm chầm được quái để khi mà mình bị dí đó. Và mình sẽ chọn skill độc đi, gọi là sát thương ở những vùng chân đấy đó. Thì mình cũng chưa biết cách thức sao vì mình mới đánh lần đầu mà. Đấy, thì mình sẽ chọn những skill này. Sau khi tìm hiểu thêm thì mình sẽ review tiếp cho anh em xem thêm đó. Những cái bom combat này hình như nhá. Để mình xem, hình như là những cái con quái cấp thấp. Đấy, 10 boss 10 trở xuống. Quái 10 trở xuống nhá. Đấy. Là có nhiều bàn. Ui. Sao ra đông vậy? Một mình anh có thể cân hết anh em ơi. Có nhiều bàn vào trong cái comment á, bình luận là giờ quái với lính cũng không phân biệt được. Đấy, thì mình cũng nói thẳng luôn thì mình đâu phân biệt được đâu. Phân biệt được thì đâu có nói như vậy đúng không anh em? thôi, nói vui thôi. Anh em thấy cái tác dụng của cái vòng độc chưa? Nó rất là mạnh nha. Đây, hay là cái đợt lính quái đầu nó yếu ta? Mình chỉ cần chạy ngang qua thôi là quái nó đã hy sinh rồi. Đó. Đấy, những con quái này là quái báo map 6 này. Map 6X này. Mình sẽ chọn ôi boss. Ôi, cái con boss gì đây? Con ôi, boss ở đây nó phóng con boss 5X anh em. Con boss map 5. Con đào hoa nguyên gì đây. Con này vào đây là người ta sẽ boost nó to lên. Skill nó gì ta? Anh em thấy không? Skill rất là gì luôn. Đấy, có cái gì này đó. Có cái gì tím tím nó bay ra đó. Những con quái này thì sao mình thấy đơn giản ta? Cái này hay chọn này, hay là nó chưa tới mức độ khó ta? Chắc là cũng như mấy map kia, mức độ thì cũng đơn giản. Thì cái này top 1 bên server Đài thì lực ATK đang là 510k. Đấy, 510k đó. Thì lúc nào rảnh ác bác ấy rảnh thì mình sẽ mượn review cho anh em xem hết kia những cái pháp bảo này. Toàn skill ngon. Những cái pháp bảo này, những cái gọi là thay đổi mới, cập nhật mới đó, mình sẽ mượn review trước cho anh em xem để anh em có thể xem được. Tại vì bằng việc mình cũng đang update rồi anh em ơi. Nghe thông tin thì đang gửi gói Android và iOS lên để cho CH vào tay với Apple Store gọi là duyệt ấy. Nên là cũng chắc hơi lâu, chắc tầm cuối tuần này đó. Thì phiên bản cập nhật tiếp theo sẽ là có cái pháp bảo này, Long Hồn, Long Châu gì đó, mình không có để ý rõ nhờ, nhưng mà
cũng hấp dẫn đấy, nhưng mà chưa có cái phần đấu trường đâu. Phần đấu trường này chắc phải tầm tháng hơn nữa, tháng hơn nữa có đấu trường. Thì hiện tại nghe đâu là update map 16 hay sao ấy. Ôi boss này, map 16 và 17, à cái con boss này, ôi ôi skill nó lúc đầu, ôi ôi rồi đẩy nó ra không chết em ơi. Skill nó lúc đầu nó sẽ kiểu như là một cái skill diện rộng anh em. Mình để ý hai con boss rồi thì skill của nó là skill diện rộng đấy. À, quay lại cái bản update này thì mình hình như bữa mình có đọc là nó sẽ ra phiên bản 16, à map 16 và map 17. Còn đấu trường thì mình không rõ nó đã ra hay chưa. Thì hiện tại đấu trường này bên server đài nó mới ra hôm nay thôi. Đó, nên là mình vào review liền cho anh em xem đây. Thì chắc là server Việt Nam sẽ chậm ở server đài chắc tầm nửa tháng đến một tháng nữa thì sẽ update cho anh em xem. Đấy, anh em thấy tác dụng của nhiều skill nảy tường và dồi tường dồi lính không? Đó, rất ui, lính 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 ra đông ngoài anh em. Bắn 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 bắn. Kiểu này giống kiểu kiểu là bắn zombie anh em. Đấy, bắn bắn zombie á, kiểu dắt zombie, kiểu như là trò chơi bắn zombie á, cũng mình thấy cũng rất là giải trí nha. Đó, kiểu như là giải trí nhưng mà bắn nó không chết anh em. Càng ngày ra càng đông chết tôi rồi. Ôi trời ơi, máu máu máu. Không nhặt được máu anh em ơi, tại nó đông quá, phải dù nó một vòng thôi. À, trời 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 trời, cái kiếm nó bay đâu lung tung nó không cứu chủ anh em ơi. Cái kiếm mình thấy sao nó kỳ quá. Đây lượm cục máu đi. Trời ơi, lượm cục máu mà chưa. Ôi, quái càng ngày ra càng đông anh em. Nó có hình như nó có thời gian đếm hay sao á, kiểu như là máy map ấy có thời gian đếm quái ra rất là đông luôn. Trời ơi, ôi, boss hả? Ôi, boss gì đây? Ôi, có mấy đầu con trinh trùng nó bay kìa. Boss, ôi, nó phóng cái chiêu gì? Ôi, còn nảy tường anh em ơi. Cái kiểu này sao chơi? Những con tinh trùng nó bay tìm tìm trứng thụ tinh kìa. Trời ơi, chết nó hồi sinh phát rồi coi. Bắn không thấm quá anh em ơi. Tại, ôi, đam cũng to mà sao bắn không thấm ta? Hay là lên màn càng cao thì, ôi, mạnh quá. Chắc mình thôi mình không hồi sinh đâu. Thôi mình review dạy anh em xem thôi, tại vì ác bừa mà hồi sinh nhiều quá. Vậy là chứng tỏ là cái này giống như boss thế giới anh em ơi, sẽ hồi sinh rất 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 là nhiều lần đó. Theo mình nghĩ là vậy thôi. Đó, đây là mình sẽ sơ sâu qua cái top 1 hiện tại đang giữ là đó, số điểm đang là 13k đó. Có những cái con dơi quái vật. Thôi video mình kết thúc tại đây anh em nhé. Anh em xem video vui vẻ nhé.